Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Tình Nhân Giải Khờ đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, sau một vụ tai nạn bất ngờ thì Đình Phong đã mất đi trí nhớ và anh đã quên đi người vợ đầu ấp tay gối của mình là Nhã Tịnh. Thay vào đó thì lại nhận một người giúp việc trong nhà thành vợ của mình, đó là Yến Như. Và tập truyện này thì chúng ta sẽ được chứng kiến một con người rất khác của Đình Phong. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sẽ có những sự thay đổi lớn nào trong mối quan hệ giữa Đình Phong cùng với Nhã Tịnh nhé. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và kênh Trở Tình vừa phát sóng xong một bộ truyện ngắn rất hài hước và thú vị có tên gọi là Mẹ Kế. Và hiện tại thì đang là bộ truyện Si Tình, một bộ truyện cũng hấp dẫn không kém. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Tình Nhân Giải Khờ, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Đình Phong nhanh chóng dìu Yến Như lên lầu để băng bó, còn Nhã Tịnh cũng vội vàng xử lý vết thương của mình. Vào trong phòng, để Yến Như ngồi xuống giường, Đình Phong mới đi lấy hộp y tế. Anh tiến lại gần chỗ cô ta, lặng im không nói gì mà cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Thuốc bôi lên khiến Yến Như đau sát, cô ta kêu lên. Ôi, đau quá, anh làm nhẹ thôi. Đình Phong vẫn chăm chú vào công việc của mình, ngữ điệu trầm ấm nhưng mà có phần trách móc. Nếu nhà em biết đau thì lần sau đừng tự làm mình bị thương như vậy. Yến Như bất giác chột dạ, mồ hôi trên trán đổ ra vài giọt, cô ta lắp bắp. Tự làm mình bị thương à? Anh đang nói gì vậy? Rõ ràng là Nhã Tịnh dùng dao cứa vào tay của em mà. Đình Phong ngẩng đầu nhìn cô ta mỉm cười đáp. Anh vừa nhìn qua đã hiểu mọi chuyện, em không cần phải nói dối. Chuyện này... Yến Như cứng họng không nói được lời nào. Cô ta nghe kế hoạch mình bày ra đã quá hoàn hảo, không ngờ rằng lại bị Nhã Tịnh lật ngược tình thế, rồi giờ đây đến Đình Phong phát hiện. Trong lòng dần cảm thấy bất an, cô ta sợ anh sẽ vì chuyện này mà càng thêm chán ghét cô ta. Nghĩ như vậy, Yến Như vội vàng giải thích. Thực ra thì em không cố ý làm như vậy. Chỉ vì em... Yến Như còn chưa nói hết câu thì Đình Phong đã đặt một ngón tay lên môi ra hiệu dừng lại. Anh biết em làm như vậy là với mục đích gì. Em không thích Nhã Tịnh và cũng không thích anh thân thiết với cô ấy. Nhưng mà anh và Nhã Tịnh không có gì cả, em cũng không cần lo lắng rồi tự làm hại bản thân như thế. Anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Em xin lỗi. Được rồi, không cần phải xin lỗi, đừng tái phạm là được. Vâng. Yến Như vui vẻ ôm chầm lấy Đình Phong, anh cũng đáp lại cô ta bằng nụ cười dịu dàng. Toàn bộ những gì hai người nói với nhau đều bị Nhã Tịnh ở bên ngoài nghe thấy. Cô không nghĩ sau những chuyện xảy ra anh lại có thể bao dung ân cần với Yến Như như thế. Từng lời nói hành động dịu dàng của anh để dành cho cô ta, cô cứ nghĩ anh sẽ trách móc rồi thất vọng, nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Tình cảm anh dành cho Yến Như không giống như là một người bị mất trí nhớ. Trông họ giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc thì đúng hơn. Nhã Tịnh mỉm cười, nụ cười đầy chua chát, như đang tự chế giễu chính mình vậy. Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cô không biết bản thân tự hất nước nóng lên tay của mình để làm gì. Để anh hiểu nhầm Yến Như, hay là muốn nhìn thấy sự lo lắng anh dành cho cô. Sau những gì anh nói, cô biết mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Nhã Tịnh quay người lê từng bước chân nặng nề xuống lầu. Cô cứ như người mất hồn, hai húc mắt đỏ hoe, nhưng mà lại tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. Có lẽ bởi vì quá đau đớn, khóc quá nhiều, nên bây giờ dù trái tim có rỉ máu thế nào, đớn đau ra sao, cũng không thể nào khóc thêm được nữa.
Nhà tình cứ như vậy bước đi rồi vô tình va phải bác Long. Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Bác Long nhìn cô liền hỏi han. Tay cháu sao rồi? Đã bôi thuốc chưa? Nếu chưa thì để bác làm cho. Nếu như không bôi thuốc thì dễ em để lại sẹo đấy. Nhã Tịnh mỉm cười lắc đầu. Cháu không sao. Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Nước thì cũng không quá nóng thế nên tay chỉ làm bị đỏ tí thôi. Cháu đã bôi thuốc rồi. Nếu như vậy thì tốt. Cần gì thì cứ bảo với bác nhé. Dạ vâng. Thế thôi cháu đi làm việc đây. Cô khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng đi ngang qua bác. Đôi chân vừa đi được vài bước, liền bị giọng nói của bác Long làm cho dừng lại. Cháu thử giúp cậu chủ nhớ lại những chuyện của quá khứ xem. Thay vì đứng từ đằng xa nhìn người mình yêu, vui vẻ cùng với người khác, thì hãy hành động gì đó. Và nếu như không thể tiếp tục được, thì hãy chọn cho mình một con đường khác. Cô quay đầu lại nhìn bác, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu. Cô hỏi. Bác nói như vậy là có ý gì? Bác mỉm cười từ tốn. Thế không phải là cháu đang có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu chủ sao? Nhân cơ hội này mà giúp cậu ấy nhớ lại. Cậu ấy chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời, chứ không hoàn toàn quên đi một phần ký ức nào đó. Và nếu như trong trường hợp xấu nhất xảy ra là cậu ấy không thể nào nhớ lại, buông bỏ là cách giải quyết tốt nhất. Nhã Tịnh chỉ nghe mà không đáp, cô khẽ cúi đầu rồi quay người bỏ đi. Bên tai thì vẫn còn văng vẳng câu nói của bác Long. Thật ra cô rất muốn anh nhớ lại, nhưng mà hai người vốn dĩ không có kỷ niệm nào đáng nhớ. Cưới nhau được hơn một năm, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Lúc đó anh vẫn còn bị ngốc. Cô không biết anh còn có thể nhớ lại hay không. Nhã Tịnh bước xuống bếp, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra ba chiến trường khi nãy đều đã được dọn sạch. Có lẽ là bác Long đã giúp cô một tay. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần đến giờ cơm trưa. Nhã Tịnh lại sắn tay áo bắt đầu làm việc. Hì hụng trong bếp một lúc lâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô dừng lại. Nhã Tịnh lau vội tay vào khăn rồi nhấc máy. Alo, tôi nghe. Chị Nhã Tịnh, chị mau về nhà đi. Ở nhà có chuyện lớn rồi đấy. Nhã Tịnh cau mày khó hiểu. Cô nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy người gọi cho mình là một số máy lạ. Cô thắc mắc. Xin lỗi. Ai ở đầu dây bên kia vậy? Là em. Kỳ Kỳ đây. Kỳ Kỳ. Nghe người kia nói tên cô mới nhớ ra. Kỳ Kỳ là người làm trong Lý Gia. Và cũng là chị em thân thiết nhất của cô. Nhã Tịnh mỉm cười đáp lại. Chị xin lỗi. Tại em gọi bằng số lạ thế nên chị không nhận ra. Mà khi nãy em nói trong nhà xảy ra chuyện lớn, là chuyện gì vậy? Chị à, chị mau về nhà đi. Bà chủ đang làm loạn ở nhà đấy. Bà ta có làm gì thì cũng không liên quan đến chị đâu. Nhưng mà nó liên quan đến bà chủ quá cố. Nhã Tịnh nghe xong chần chừ giây lát. Trong đầu của cô dần tưởng tượng ra những chuyện mà bà Lệ có thể làm. Alo, chị ơi, chị còn ở đó không vậy? Thấy cô im lặng, Kỳ Kỳ vồ lên tiếng thúc giục. Nhã Tịnh giật mình đáp lại. Chị đến ngay đi. Dứt lời thì cô cũng vội vàng tắt máy, chuẩn bị rời khỏi nhà. Nhã Tịnh lấy vội vài món đồ rồi rời đi. Bác Long từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô có vẻ gấp gáp thì hỏi. Nhã Tịnh, cháu chuẩn bị đi đâu à? Dạ, cháu về nhà có tí việc cần giải quyết. Bác giúp cháu dọn nốt phần còn lại nhé. Được rồi, cứ để bác làm. Đi đường cẩn thận nhé. Dạ vâng. Vừa mới nói xong, Nhã Tịnh đã chạy đi. Bác Long nhìn theo bóng cô khuất dần thì lắc đầu vài cái. Nhã Tịnh bắt một chiếc taxi đến Lý Gia. Mất khoảng tầm 20 phút đi đường, cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước biệt thự, cô nhìn thấy cổng đã mở sẵn. Không những vậy, con đường đi từ cổng vào nhà đều được trang trí bằng những bông hoa hồng đỏ rực. Giống như trong nhà đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Người ra vào rất nhiều, hầu như đều là nhân viên của cửa hàng trang trí. Nhã Tịnh vô thức bước đi, mắt thì luôn hướng nhìn theo dòng người. Bước lên bậc thềm, Nhã Tịnh bị kéo lại bởi một người. Quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Kỳ Kỳ đang đứng kế bên. Nhã Tịnh vội hỏi.
Trong nhà chuẩn bị làm việc gì hay sao mà trang trí nhiều như vậy? Kỳ Kỳ lắc đầu đáp. Không phải chuẩn bị tiệc, mà là một chuyện khác. Chị phải hứa với em sau khi vào trong thì nhất định phải giữ bình tĩnh đấy. Tại sao vậy? Chị cứ hứa đi. Được rồi, chị hứa. Lúc này Kỳ Kỳ mới yên tâm buông tay cô ra. Nhã Tịnh nhìn Kỳ Kỳ đầy khó hiểu rồi bước vào nhà. Bên trong nhà, Nhã Tịnh thấy ở đâu cũng được trang trí bằng hoa tươi. Các màu chủ đạo của bữa tiệc này là màu đỏ. Cô đi vào sâu hơn thì nhìn thấy ở dưới nhà có một chiếc bàn thờ lớn. Trên bàn thờ lại còn đặt di ảnh của mẹ cô. Nhã Tịnh đứng như trời trồng. Tất cả những món ăn, các trang trí đều giống như một bữa tiệc cưới, không hề có một chút tôn trọng nào cho người đã khuất. Đặc biệt, lúc này cô nhìn thấy có một dải duy băng màu đỏ được kết thành hoa. Những người hầu trong nhà vẫn thi nhau trang trí lên bàn thờ. Nhã Tịnh nắm chặt tay lại. Sự phẫn nộ của cô đẩy đến đỉnh điểm. Cô chạy đến hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn rồi lớn tiếng. Các người làm gì vậy? Ai cho các người đông đến mẹ tôi? Dừng lại đi, không được trang trí nữa. Cô lao đến chỗ những người hầu, vừa ra lệnh dừng lại, vừa dùng tay tháo hết những đồ trang trí điên rồ đó xuống. Nghe có tiếng ồn dưới nhà, bà Lê từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Nhã Tịnh đang trút cơn phẫn nộ phá nát tất cả mọi thứ chuẩn bị từ sáng đến giờ. Bà ta không những không tức giận, mà ngược lại còn khoanh tay trước ngực, miệng thì nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Bà Lê từng bước đi xuống đại sảnh bằng giọng điệu đầy giễu cợt rồi nói. Ôi, xem đứa con gái yêu quý đến phá nhà tôi kìa. Nhã Tịnh lập tức quay đầu lại phía sau, nhìn thấy bà Lê, cơn phẫn nộ trong cô lại càng muốn một phát bộc ra bên ngoài. Cô lại gần phía bà Lê lớn tiếng quát. Bà đang làm cái trò hề gì vậy? Bà Lê mỉm cười, thản nhiên như bản thân vô tội. Thế không phải là ngày mai là đến ngày giỗ của mẹ cô sao? Tôi cũng chỉ là đang muốn thể hiện tấm lòng của mình đối với vợ cũ của chồng tôi thôi. Thể hiện tấm lòng à? Ngày giỗ của một người đã khuất, thế mà bà mở tiệc trang trí bằng những đồ dành cho đám cưới à? Bà bị điên sao? Nhã Tịnh, con không được nói như vậy với người lớn. Dì chỉ là đang giúp con chuẩn bị ngày giỗ cho mẹ thôi mà. Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của cô. Nhã Tịnh hất mạnh tay của bà ta ra, ánh mắt đỏ rực hằn lên những tia máu đỏ. Tôi không cần bà giúp. Tất cả những gì của mẹ tôi trong căn nhà này đều đã được mang đi. Bà cũng không cần thiết phải tốn công làm ngày giỗ cho mẹ tôi đâu. Sao lại không chứ? Bởi vì mẹ tôi là một người cao quý, không giống như bà. Loài đàn bà xuất thân thấp hèn, lẳng lơ, phá hoại gia đình của người khác. Bà Lệ nghe xong thì dần tím cả mặt. Sự thản nhiên, điềm tĩnh cơm dần biến mất, thay vào đó là nỗi căm giận. Bà ta nắm chặt tay lại gằn giọng. Cái gì? Mày có giỏi, nói lại lần nữa cho tao nghe xem. Nhã Tịnh cười nhạt sóng sạc nói. Tôi nói, bà là loại phụ nữ lẳng lơ, chuyện đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Xuất thân của bà không rõ ràng như vậy, có khi là Cẩm Nhi chưa chắc đã mang dòng máu của Lý Gia đâu. Còn khốn này, Cẩm Nhi là con gái của ông Hà, nó mang dòng máu của Lý Gia đấy. Đó là những gì bà nói, còn sự thật thì cũng chưa thể nào xác định. Nếu như bố tôi biết suốt bao nhiêu năm qua ông ta nuôi con của người khác thì sẽ thế nào nhỉ? Nhã Tịnh nhìn bà Lệ với ánh mắt đầy khinh thường. Cô lúc này cũng dần lấy lại thế chủ động khi đối diện với bà ta. Từ khi bà Lệ và con gái dọn đến đây, cô đã bắt đầu nghi ngờ. Suốt bao nhiêu năm qua cô không quan tâm đến, bởi vì người bố đáng kính của cô cũng không yêu thương gì cô. Vậy nên chuyện của ông ta, cô cứ để ông ta tự giải quyết. Nhưng mà ngày hôm nay, khi bà ta lúc này mang cô ra làm trò cười, mang mẹ của cô ra làm trò cười, biến đám giỗ thành một bữa tiệc cưới, thì cô không thể nào để yên. Khi nghe cô nhắc đến thân phận thật sự của Cẩm Nhi, bà Lê có một chút chột dạ. Khuôn mặt của bà ta trắng bệch, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bà Lê nghĩ, có thể làm Nhã Tịnh đã biết được chuyện gì đó nên mới mạnh miệng như vậy.
Bà cố gắng giữ bình tĩnh, hắng giọng. Mày đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Cẩm Nhi là con ruột của ông Hà. Nếu như mày còn nói sằng bậy thì... Thì sao? Nhã Tịnh hỏi lại đầy thách thức. Ngay lập tức thì bà Lệ giơ tay tát vào mặt của cô một cái. Cái tát rất mạnh, khiến khóe môi của cô rỉ máu. Nhã Tịnh không hề phòng bị, đưa tay sờ lên mặt của mình rồi sau đó nở ra nụ cười khinh thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn bà ta, ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác sợ hãi. Bắt gặp ánh mắt đó, bà Lệ mất sáng, lùi về phía sau vài bước. Khi nãy trong cơn tức giận không kiềm chế được mình, thế nên bà đã đánh cô một cái. Sự thật là không có chủ đích từ trước. Bà biết rõ nếu như đánh tay đôi thì bản thân không phải đối thủ của Nhã Tịnh. Hiện giờ cô lại đang tức giận như vậy, e rằng không toàn mạng. Nhã Tịnh nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu. Vốn dĩ thì cô có thể đánh lại, nhưng mà cô không làm như thế. Nhã Tịnh nén cơn giận vào bên trong. Cô quay người về phía sau, rồi một mình phán hát tất cả những gì được chuẩn bị. Bà Lệ chỉ biết đứng nhìn cô điên cuồng làm loạn. Bà ta không dám ngăn cản, ngay cả người làm trong nhà cũng không dám can thiệp. Kỳ Kỳ đứng bên ngoài nhiều lần chạy đến can ngăn, nhưng đều bị cô đẩy ra ngoài. Chai rượu vàng đắt tiền bị cô đập nát. Nhã Tịnh cúi người, cầm mảnh vỡ lên tay rồi tiến về phía bà Lệ. Ánh mắt thì đằng đằng sát khí, bàn tay nắm chặt mảnh vỡ đến nỗi chảy máu. Nhã Tịnh đưa mảnh vỡ kề sát cổ bà Lệ, khiến cho bà ta hoảng loạn. Mày muốn làm gì vậy? Tôi cảnh cáo bà, nếu như bà còn động đến mẹ tôi một lần nữa, tôi sẽ không để yên. Đến lúc đó, mảnh vỡ này chắc chắn sẽ nằm trên cổ của bà đấy. Bà nhớ kỹ đi. Dứt lời thì Nhã Tịnh ném mảnh vỡ xuống sàn nhà, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Bà Lệ giật mình hoảng sợ. Nhã Tịnh không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Nhìn theo bóng của cô khuất dần sau cánh cửa lớn, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại những lời cô vừa nói. Trong lòng bất giác, cảm thấy bất an. Hiện giờ, Nhã Tịnh đã là con dâu của Trần Gia, lại được bố chồng rất coi trọng. Bà ta sợ cô sẽ làm những chuyện như đã cảnh cáo. Việc trang trí ngày giỗ của mẹ cô thành đám cưới là do bà ta bày mục đích chỉ để chọc tức cô. Thế nhưng mà không ngờ hậu quả về sau lại lớn như vậy. Lần này thì bà Lệ đã đồng nhầm người rồi. Sau khi Nhã Tịnh rời khỏi nhà, Kỳ Kỳ nhanh chóng chạy theo sau cô. Chị Nhã Tịnh, đợi em với. Nhã Tịnh không để tâm đến xung quanh, cứ như vậy bước đi. Khó khăn lắm Kỳ Kỳ mới đuổi kịp. Kỳ Kỳ giữ tay cô lại, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng mà vẫn cố nói ra từng chữ tròn vẹn. Chị ơi, chị khoan đi đã, để em băng bó lại vết thương đã. Máu ở tay của chị chảy ra nhiều lắm rồi đấy. Lúc này Nhã Tịnh mới để ý, lòng bàn tay chảy rất nhiều máu. Khi nãy bởi vì quá tức giận mà đã vô tình làm tay của mình bị thương. Thế nhưng mà cảm giác đau đớn ở tim đã lấn át đi mọi thứ. Cô nhìn tay mình cười bất lực. Dù gì thì nó cũng chảy máu rồi. Có băng lại thì cũng không thể nào che mờ đi được vết thương. Kỳ Kỳ câu mày khó hiểu. Chị nói gì vậy? Cho dù làm có để lại sẹo thì cũng phải cầm máu. Chị mau vào đây, em băng bó cho. Kỳ Kỳ cầm tay Nhã Tịnh đành kéo vào trong thì bị cô gạt tay ra. Kỳ Kỳ nhìn cô nhưng muốn hỏi tại sao lại làm như vậy. Nhã Tịnh chỉ thở dài. Lát nữa về nhà thì chị sẽ tự băng bó sau. Bây giờ chị không muốn quay lại căn nhà đó nữa. Nhưng mà... Cảm ơn em, bởi vì đã thông báo cho chị chuyện này. Em cũng mau vào nhà đi. Để mọi người phát hiện em thân thiết với chị thì bà ta sẽ làm khó em đấy. Em không sợ. Mà chị cũng đừng cứng đầu nữa, để em băng bó lại cho. Một lần nữa Nhã Tịnh từ chối sự giúp đỡ của Kỳ Kỳ. Cô biết Kỳ Kỳ thương mình, nhưng mà cô cũng không thể nào để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhã Tịnh không nói gì cả, quay người rời đi. Kỳ Kỳ đứng lại phía sau, chỉ biết bất lực nhìn theo. Nhã Tịnh lang thang trên con phố vắng. Cô không biết bây giờ bản thân nên đi đâu và về đâu. Nơi mà trước kia cô và mẹ từng có những kỷ niệm, giờ đây đã trở thành chốn địa ngục trần gian. Nếu như cứ tiếp tục đi về phía trước, chẳng phải là cô đang trở về trần gian sao?
Nhưng mà ở nơi đó, người chồng mà cô yêu thương đã quên mất cô là ai. Vậy thì về đó cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đôi chân cứ như vậy bước đi cho đến khi mỏi mệt thì dừng lại bên một băng ghế nhỏ ven đường. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn dòng người tấp nập qua lại. Hôm nay, thực sự là một ngày nắng đẹp. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn với những gì cô đang trải qua. Có lẽ trời cao cũng không nhìn thấu được nỗi đau của cô. Cô không than trách số phận trớ trêu. Cô chỉ cảm thấy sức lực của bản thân đang ngày càng kiệt và có lẽ sẽ không đủ sức để tiếp tục bước đi. Không đủ vững chắc để đối diện với những gì sắp xảy ra. 12 giờ đêm. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, âm thanh của tiếng cửa bị gió đập vào khiến cho Đình Phong tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm. Đưa tay đành son cốc nước thì nhận ra nước trong bình đã cạn. Không còn cách nào khác, anh đành phải xuống dưới bếp để uống nước. Ngôi nhà tĩnh lặng, xung quanh bốn bề im ắng như tờ. Tiếng tinh tăng của kim đồng hồ cũng quá đối ồn ào. Đình Phong hì hục trong bếp một lúc cuối cùng cũng lấy được nước. Đang chuẩn bị lên lầu, đột nhiên ở phía cửa chính phát ra âm thanh lạ. Lắng tai nghe kỹ hơn thì giống như một vật gì đó đang đập vào cửa. Đình Phong cau mày, đặt cốc nước xuống bàn rồi từng bước chậm rãi tiến về phía cửa. Anh đứng im cẩn thận xem xét tình hình. Tiếng gõ cửa vang lên, ngắt quãng và không đều đặn. Thỉnh thoảng lại kêu lên vài ba tiếng. Bỗng nhiên giọng nói thều thào của một người con gái vang lên. Bác Long, mở cửa giúp cháu. Bác Long. Đình Phong tự hỏi giờ này thì còn ai gọi bác Long mở cửa. Rồi anh chợt nhớ đến Nhã Tịnh. Sau chuyện lúc sáng xảy ra, cả ngày hôm nay anh cũng không nhìn thấy mặt cô. Có lẽ cô đã đi ra ngoài, bây giờ mới trở về. Nghe như thế anh vội vàng mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, đứng trước mặt của anh bây giờ làm cô gái trong bộ quần áo giản dị, ướt sũng. Lúc này đầu tóc của cô rối bời, đôi môi nhợt nhạt, một bên má sưng đỏ. Nhưng mà ở nơi khóe miệng dường như còn có một vết thương nhỏ, rỉ máu. Nhã Tịnh bước vào trong, sau đó kiệt sức nên vừa đi được một bước đã ngã nhào vào lòng của Đình Phong. Anh vội vàng đỡ cô dậy, còn chưa kịp hỏi gì thì cô đã ngất lịm. Không còn cách nào khác, anh đành phải bế cô về phòng. Đặt cô nằm trên giường, anh loay hoay đi tìm một chiếc khăn bông lau người cho cô. Tự không hiểu là cô đã đi đâu, gặp chuyện gì, mà lại dầm mưa đến nỗi không biết trời trăng gì cả. Trong lúc lau khô người cho cô, thì anh nhìn thấy trán của cô rất nóng, liền lấy nhiệt kế đo thử. Không ngờ rằng cô lại đang sốt đến 38 độ. Đình Phong vội vàng đi lấy thuốc, nhưng mà anh lại không biết cô đã ăn gì hay chưa. Nhìn người của cô run lên bần bật, không có cách nào khác, anh đành phải tự mình thay quần áo giúp cô. Kéo chiếc chăn ngang ngực để giữ ấm, Đình Phong lập tức xuống bếp nấu một bát cháo. Nhã Tịnh nằm trong phòng, vẫn miên man trong cơn mê. Cả ngày hôm nay cô đã lang thang ngoài đường, kể cả khi trời mưa lớn cô vẫn tiếp tục đi để rồi mang bệnh. Khoảng tầm 10 phút sau, Đình Phong trở lại phòng, trên tay bê một bát cháo nóng. Anh tiến về phía giường ngồi xuống kế bên, đặt bát cháo bên cạnh rồi đỡ cô dậy. Quan chút cháo lót dạ rồi uống thuốc. Người thấy mùi cháo thoang thoảng nơi cánh mũi, đầu óc của cô cũng bớt mơ hồ. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả, thế nên khi người thấy đồ ăn, thần kinh bỗng chốc được kích thích. Nhã Tịnh đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy Đình Phong ngồi trước mặt của mình, trên tay còn cầm một muỗng cháo chuẩn bị đút cho cô. Lúc này thì Nhã Tịnh cũng dần lấy lại ý thức, khó khăn nói. Phong. Phong à? Mặc dù anh không muốn cô gọi thẳng tên mình như vậy, nhưng mà dường như nó đã trở thành thói quen khó bỏ. Nhã Tịnh vẫn bất giác gọi tên anh. Đình Phong không quở trách, ngược lại còn ân cần chăm sóc. Quan một chút gì đi. Anh vừa nói vừa đưa muỗng cháo lại gần. Cô vội vàng từ chối sự giúp đỡ. Không cần đâu, em tự làm được. Nhã Tịnh giơ tay đánh lấy bát cháo liền bị Đình Phong ngăn lại. Tay cô run như vậy cầm bát cháo sao vững. Dù sao thì tôi cũng đã giúp cô rồi, để tôi làm nốt những chuyện còn lại. Thấy anh kiên quyết như thế, cô không phản đối mà để anh giúp đỡ. Rất nhanh chóng bát cháo đã vơi dần. Ăn xong thì anh đi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống.
Lúc này cô mới để ý bộ quần áo mình đang mặc trên người không phải là bộ đồ lúc sáng. Sự nghi ngờ len lỏi trong tâm trí, cô quay sang phía anh. Là anh thay quần áo cho em à? Đình Phong nhìn cô một lượt rồi thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Ngoài tôi ra thì còn ai có thể thay cho cô? Mà cô đi đâu từ sáng đến giờ rồi về nhà trong tình trạng dầm mưa thế? Hơn nữa thì mặt lại bị sưng. Có ai đánh cô sao? Sao hôm nay anh lại quan tâm em như vậy? Thế này gọi là quan tâm à? Tôi chỉ là đang thắc mắc. Và lại cô là người làm trong nhà, nhớ đâu có xảy ra chuyện gì thì người ta lại nghĩ là tôi đối xử không tốt với người làm. Nụ cười trên môi chợt tắt, Nhã Tình im lặng không đáp, liền quay mặt sang hướng khác. Cô vẫn nghĩ anh vì lo lắng mà quan tâm đến cô, nhưng mà câu nói của anh lại khiến cô thay đổi suy nghĩ lập tức. Đã tự nhủ không nên quá hy vọng để rồi nhận lại sự thất vọng. Bất chợt Đình Phong đưa tay sờ lên mặt của cô, chạm nhẹ lên vết thương ở miệng. Mặt cô sưng cả rồi đấy, để tôi giúp cô thoa thuốc. Không cần đâu, em tự làm được. Anh lên phòng đi, để Yến như thế thì sẽ không hay. Chẳng phải anh nói chúng ta nên giữ khoảng cách sao? Em không muốn mang tiếng. Không, cậu chủ à, mời ra khỏi phòng. Đình Phong ngỡ người trước những lời Nhã Tình nói. Chính anh là người mở cửa cho cô vào nhà, và cũng chính là người nấu cháo lấy thuốc giúp cô. Đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi, lại còn bị đuổi ra khỏi phòng. Đình Phong cười nhạt, không những không rời đi mà còn xích lại gần cô hơn. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ngày một gần, cô vội vàng lùi về sau. Nhưng mà nơi cô ngồi là thành giường, có muốn lùi thì cũng không được. Cậu chủ, cậu muốn làm gì vậy? Nhã Tình bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Đáng nhẽ ra Đình Phong lại gần cô thế này, cô phải thấy vui mới phải, nhưng mà cô lại cảm thấy bất an. Cũng có thể do anh không còn sống trước kia nên sự an toàn khi ở bên đã giảm đi đôi chút. Đình Phong ghé sát mặt vào mặt của cô, đôi mắt đen nhìn gương mặt xinh đẹp rồi dần chuyển xuống đôi môi đỏ mọng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng, anh thì thầm nói. Tôi chỉ cấm cô giữ khoảng cách với tôi trước mặt của Yến Như, chứ đâu có nói sau lưng không được. Cậu bị điên à? Mau tránh xa tôi ra. Tôi muốn nghe em gọi tên mình hơn. Không đâu. Cậu mau đi ra khỏi phòng đi. Thế nếu như tôi không đi thì sao? Thì tôi sẽ la lên cho mọi người biết là cậu đang ở trong phòng. Nhã Tình còn chưa nói hết câu, đôi môi mềm đã bị Đình Phong chiếm giữ. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh. Hai tay đánh mạnh lên ngực để anh buông ra, nhưng mà không có tác dụng. Đình Phong một tay giữ tay cô, tay còn lại ôm chặt lấy eo của cô kéo sát vào người. Nụ hôn bất ngờ có một chút gượng ép kéo dài trong ít phút, cho đến khi cảm nhận hơi thở của cô yếu dần, anh mới buông tay. Vừa được buông tha, Nhã Tình thở lấy dương khí rồi ho lên vài tiếng. Cô đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn anh. Còn anh thì vẫn cứ nhởn nhơ như chưa từng làm chuyện gì sai trái. Ngược lại, còn mặt dày khen ngợi. Môi của cô mềm thật đấy. Đồ vô sỉ. Không biết là ai vô sỉ hơn ai đâu nha. Thế chẳng phải là lúc tôi mới tỉnh dậy, cô đã xông thẳng vào phòng bệnh, nhận tôi là chồng còn gì nữa. Nhưng mà sự thật là... Là gì? Nhã Tình im lặng không đáp. Cô muốn nói với anh sự thật cô mới là vợ của anh, nhưng mà cho dù có nói thì anh cũng không tin. Giấy đăng ký kết hôn hiện tại đang ở chỗ của ông Phú. Mọi giấy tờ quan trọng trong nhà đều do ông Phú giữ. Hiện giờ cô không biết tờ giấy đó ở đâu, nên không có bằng chứng để chứng minh. Thấy cô im lặng, anh tiếp tục nói. Khi nay thay đồ những gì trên người của cô, tôi đều đã nhìn thấy hết. Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn, cô cũng không nên quá keo kiệt như vậy. Độ biến thái. Biến thái cũng được. Sau này còn nhiều điều hay hơn như vậy đấy. Cậu, đi ra khỏi phòng đi. Nhã Tình tức đến đỏ mặt, cô vừa lớn tiếng vừa chỉ tay về phía cửa. Đình Phong cười vui vẻ hôn lên trán cô rồi đứng dậy. Thuốc tôi để ở đây nhé, cần gì thì gọi, ngủ ngon.
Dứt lời thì anh quay lưng rời đi, với vẻ mặt đắc thắng như vừa giành được chiến tích vậy. Nhã Tịnh nhìn theo bóng của anh đến khi cánh cửa gỗ đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tay bất giác kéo cao chăn lên để phòng bị. Trong đầu của cô bỗng nhớ đến lời Khả Hân nói khi hai người gặp nhau tại quán cà phê hôm trước. Trước khi xảy ra tai nạn, Đình Phong từng là một tay chơi đấy. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Lúc anh bị mất trí nhớ, nhầm lẫn Yến như là vợ mình, cô đã rất đau đớn nghĩ rằng tình cảm của hai người họ sẽ lớn dần theo thời gian. Thậm chí anh còn cấm cô không được gọi thẳng tên, giữ khoảng cách với anh. Nhưng mà một lần nữa, cô phải thay đổi suy nghĩ của mình. Sau lưng Yến Như, người mà anh coi là vợ, thì anh lại làm những chuyện như vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mặc dù trên danh nghĩa cô là vợ của anh, nhưng mà cảm giác lén lút thế này khiến cô vô cùng khó chịu. Giống như thể cô là người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác. Nhã Tịnh đưa tay chạm nhẹ vào môi. Cảm giác khi hai người tiếp xúc gần không còn sự ngượng ngùng e dè giống như lúc mà anh còn ngốc nghếch, mà đó là sự thỏa mãn khi đạt được mục đích. Rời khỏi phòng Nhã Tịnh, Đình Phong ung dung bước lên lầu. Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, anh không thể không cười, là một nụ cười vui sướng dâng lên khó tả. Trong bóng tối của dãy hành lang, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trông cậu có vẻ rất thỏa mãn với những gì mình vừa mới làm. Đình Phong giật mình thu lại ánh mắt lơ đánh, quay đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy bác Long đứng tựa vào tường mỉm cười nhìn anh. Đình Phong có phần bất ngờ thắc mắc hỏi. Sao giờ này bác vẫn còn thức thế? Cháu cứ tưởng là bác ngủ rồi chứ. Bác Long tiến gần đến phía anh lắc đầu. Tôi đã dậy từ lúc nghe thấy tiếng Nhã Tịnh ngoài cửa. Chỉ làm chậm một bước thôi. Vậy là bác biết hết rồi sao? Kể cả không nhìn thì tôi cũng biết. Tính cậu tôi hiểu rõ. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu qua lại với người làm trong nhà đâu. Bác không trách cháu à? Vì sao phải trách? Mỗi lần mà cháu có ý định với cô nào, bác đều đuổi cô ta đi. Bây giờ bác không định làm như vậy với Nhã Tịnh sao? Bác Long nghe xong thì chép miệng vài cái rồi thở dài. Nhã Tịnh khác với mấy cô gái khác, vậy nên cậu cứ thoải mái, tôi không cấm. Bác nói thật chứ? Tôi không rảnh rỗi đùa giỡn với cậu, nhưng mà đừng để quá lộ liễu là được. Đình Phong gật gù vài cái, trong lòng có nhiều thắc mắc về lời bác Long vừa nói, nhưng mà cũng không hỏi thêm. Ngày mai cậu đến công ty làm việc phải không? Bác Long đột ngột lên tiếng, khiến cho anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng. Anh cười nhạt rồi đáp. Cháu có chức vụ gì mà đến công ty chứ? Ai bảo là cậu không có? Chức gì vậy? Ngay trước khi xảy ra tai nạn, cháu đã đến công ty làm việc được lần nào đâu? Tôi đã sắp xếp cả rồi. Ngày mai cậu chỉ cần đến làm thôi. Đình Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh biết là từ trước đến nay, bác Long và bố của anh có mối quan hệ thân thiết, nhưng mà không ngờ bác lại có thể sắp xếp cho anh một vị trí ở công ty. Đình Phong mừng ra mặt, khẽ cúi đầu. Cảm ơn bác, ngày mai cháu sẽ đi làm. Bác Long gật đầu. Được rồi, đây là chuyện tôi nên làm. Cậu không cần cảm ơn, cố gắng làm việc là được. Cũng khuya rồi đấy, cậu đi ngủ sớm đi, tôi xin phép. Dứt lời thì bác Long quay người trở về phòng. Đình Phong nhìn theo bóng của bác khuất dần phía cuối dãy hành lang tăm tối, trong lòng đầy thắc mắc. Chuyện anh qua lại với người làm trong nhà không phải bây giờ mới có, mà trước kia xảy ra rất nhiều. Mỗi lần phát hiện, bác Long đều đuổi họ đi. Chính vì vậy mà dù Trần Gia có lớn thế nào cũng chỉ có một mình bác Long và một số người đàn ông làm vườn, tài xế, cũng là đàn ông. Lần này tận mắt bác chứng kiến cảnh anh thân mật với Nhã Tịnh, không những không cấm mà lại còn khuyến khích. Anh nghĩ chắc hẳn Nhã Tịnh phải có điều gì đó đặc biệt mới khiến một người có ý chí sắt đá như bác Long thay đổi định kiến. Đình Phong đứng khoanh tay trước ngực suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó nhanh chóng trở về phòng. Buổi sáng hôm sau. Từ sớm thì Nhã Tịnh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Đêm qua sau khi uống thuốc, cô ngủ một mạch cho đến bây giờ. Trong người thì vẫn còn một chút khó chịu, nhưng mà vẫn gắng gượng để làm việc. Đang hì hục nấu nướng, đột nhiên một cánh tay to lớn vòng qua, ôm lấy eo cô từ đằng sau. Cô giật mình định quay lại thì bị giọng nói trầm ấm bên tai ngăn cản. Đã khỏi ốm chưa mà dậy sớm vậy? Nhã Tịnh vội vàng quay đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy Đình Phong đã ở phía sau lưng từ bao giờ. Thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhã Tịnh thở dài. Cậu chủ, phiền cậu giữ lòng tự trọng. Nhớ đâu cô chủ nhìn thấy thì lại không hay. Yến Như đã ra ngoài từ sớm rồi. Còn bà chủ thì sao? Vẫn còn ngủ. Yên tâm đi, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Dứt lời thì Đành Phong hôn nhẹ lên má Nhã Tịnh một cái. Vòng tay của anh quá lớn, quá mạnh so với sức của cô, vậy nên cô chỉ biết đứng im chịu đựng. Nhã Tịnh ngó lơ anh thì anh lại tiếp tục công việc của mình. Lúc này vừa làm cô vừa hỏi, lúc trước cậu cũng như thế này sao? Trước mặt tôi không cần dùng cánh ngữ. Nhã Tịnh nén tiếng thở dài. Vậy trước đây anh cũng thế này sao? Đình Phong mở mờ một lúc sau đó đáp, cũng có thể coi là như thế. Những cô người làm trước đây đều đã từng qua lại với tôi, nhưng mà bị Bắc Long đuổi hết. Cô vẫn còn làm ở đây đúng là may mắn đấy. Nghe anh kể về những chuyện trong quá khứ cứ như là chiến tích bằng giọng điệu đầy tự hào, Nhã Tịnh không giấu nổi sự tức giận. Bàn tay nắm chặt lấy chuôi dao đến nỗi hằn lên vết đỏ ở lòng bàn tay. Trước đây hai người lấy nhau do hôn ước hai bên gia đình. Khi ấy thì anh vẫn còn ngốc, nên cô không để tâm đến quá khứ anh từng là người như thế nào. Bây giờ hết ngốc, quên mất cô là vợ, thì bản tính trăng hoa lại trỗi dậy. Thà rằng anh quên cô, quên đi tính trăng hoa, thì cô còn có lý do giúp anh lấy lại trí nhớ. Nhưng mà anh của thời điểm hiện tại khiến cô vô cùng khó chịu. Vợ chồng thân mật là điều thường tình. Có điều rằng giờ đây anh coi cô giống như nhân tình. Cảm giác thực sự khó nói bằng lời. Đình Phong nhìn đồng hồ, đã đến giờ đến công ty. Anh từ từ buông tay khỏi người cô, nhẹ nhàng nói, trưa nay mang cơm đến công ty cho tôi. Cô chỉ nghe mà không đáp. Anh cũng không để tâm nhiều, cứ như vậy chỉnh cà vạt rồi bước đi. Cả gian phòng bỗng chốc trở nên im ắng cho đến khi tiếng của Bác Long vang lên. Cháu mới ốm dậy, đừng làm việc nhiều như thế. Hôm nay mọi việc cứ để bác làm cho. Nhã Tịnh quay đầu lại mỉm cười với bác. Không cần đâu ạ, cháu vẫn có thể làm được. Bác Long tiến đến chỗ cô cứ như vậy, lấy những món đồ trên bàn, rồi sau đó đặt về phía mình. Không cho cô động vào bất kỳ thứ gì, bác kiên quyết. Cứ để bác làm cho, cháu nghỉ ngơi một ngày đi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Kể từ ngày cậu chủ mất trí nhớ, cháu đã vất vả nhiều rồi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày cũng không sao, cứ để bác làm được rồi. Vậy thì phiền bác. Không sao, cháu cảm ơn. Nhã Tịnh khẽ cúi đầu cảm tạ. Quả thực sau trận ốm ngày hôm qua, cô không còn tâm trạng làm việc, mặc dù cơ thể đã đỡ mệt. Thế nhưng mà những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô suy nghĩ. Bỗng nhiên, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Nhã Tịnh cầm máy lên đọc dòng tin nhắn trên màn hình, rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Có lẽ ngay lúc này, cô cần một người để tâm sự. Quán cà phê nắng. Sau khi nhận được tin nhắn của Khả Hân, thì Nhã Tịnh liền thay quần áo đến điểm hẹn. Lần này cô là người đến sớm nhất, gọi những đồ uống quen thuộc của cả hai rồi chờ đợi. Khoảng tầm 10 phút sau, Khả Hân cũng đã có mặt. Vừa đặt được chiếc túi sang ghế bên cạnh, Khả Hân hỏi, sao hôm nay đến sớm vậy? Không đi làm ở công ty à? Nhã Tịnh cười khổ lắc đầu. Tao bị đuổi rồi. Cái gì? Bị đuổi? Tao cứ tưởng là bố chồng mày thương mày lắm cơ mà. Nhưng mà sao bỗng nhiên lại bị đuổi thế? Nhã Tịnh uống một ngụm nước cam, thở dài kể lại mọi chuyện. 2 tuần trước, bố chồng tao và Đình Phong gặp tai nạn giao thông. Ghê vậy? Hai người đó bây giờ thế nào rồi? Bố chồng tao bị nặng, hiện giờ rơi vào trạng thái hôn mê,
không biết bao giờ tỉnh lại. Còn Đình Phong sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ đến tao nữa. Không nhớ? Ý của mày là anh ta bị mất trí nhớ tạm thời á? Nha Tình gật đầu đáp lại. Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, cô cứ quanh quẩn ở nhà, không nói chuyện hay gọi điện với ai. Hôm qua thì gây sự ở bên ngoài nên cũng chẳng có tâm trí nào để tâm sự. Cũng may nhận được tin nhắn của Khả Hân, cô được dịp ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Khả Hân thì không giấu nổi sự ngạc nhiên sau khi nghe cô kể. Trước đây Đình Phong đã bị tai nạn trở nên ngốc nghếch, bây giờ lại mất trí nhớ tạm thời. Khả Hân khoanh tay trước ngực. Phải công nhận anh có duyên với mấy vụ va chạm ở phần đầu thật đấy. Này, nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Giọng nói của Nhã Tình đột ngột vang lên khiến Khả Hân giật mình, thu lại dáng vẻ lơ đánh. Khả Hân khẽ nhíu mày, hai tay đặt lên bàn đan vào, làm trụ, ghé sát mặt vào Nhã Tình rồi hỏi. Thế bây giờ tình hình sao rồi? Anh ta bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà cũng hết ngốc rồi đấy. Mày còn nhớ những gì tao từng nói với mày không? Nhã Tình gật gù. Cô không chỉ nhớ mà còn thấm nhuần câu nói ấy trong đầu. Đúng là sau khi hết ngốc, bản tính trăng hoa lại trỗi dậy. Không những nhận nhầm người giúp việc trong nhà làm vợ, coi tao là người ở, mà lại còn đành ngoại tình với tao nữa đấy. Cái gì? Anh ta nhận cái con thư ký đáng ghét kia là vợ của mình, rồi coi mày là người ở à? Giờ lại còn định ve vát mày sao? Đúng như vậy đấy. Không phải Đình Phong nhận nhầm mà là do Yến Như lợi dụng anh ấy mất trí nên giở trò. Trước khi nói ra chuyện này, Nhã Tịnh đã phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, bởi vì cô biết Khả Hân tính tình nóng nảy, lại thêm nhiều lần nghe cô kể về việc Yến Như ve vát Đình Phong thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Có khi là còn xông thẳng đến nhà cho Yến Như một bài học cũng nên. Khả Hân khoanh tay trước ngực, đôi lông mày lá liếu khẽ cau lại. Từng đường nét trên gương mặt thể hiện rõ sự đăm chiêu khi đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Nhã Tịnh không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Khả Hân. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó, Khả Hân mới lên tiếng, nhưng mà ngữ điệu này vô cùng vui vẻ. Tốt quá rồi, còn chần chừ gì nữa mà không làm nhân tình của Đình Phong đi. Nhã Tịnh trố mắt nhìn Khả Hân. Cô không thể tin những lời mà mình vừa nghe lại thốt ra từ người bạn thân luôn bảo vệ cô hết mực. Ban đầu cô nghĩ Khả Hân sẽ tức giận rồi thay cô đòi lại công bằng. Thế nhưng mà đằng này thì Khả Hân đang khuyến khích cô làm nhân tình của Đình Phong mà. Bên cạnh đó rồi lại còn nói với thái độ cực kỳ hứng thú và niềm nở nữa. Trong tình huống này, cô tức giận cũng không được mà buồn bã cũng không xong. Gắng gượng nở ra nụ cười đầy thiện chí, cô hỏi. Sao lại bảo tao đi làm nhân tình thế? Tao là vợ của anh ấy cơ mà. Khả Hân chép miệng, lắc đầu ngao ngán. Bởi mới nói, con người chưa yêu lần nào nên mới như con nai vàng ngơ ngác như vậy. Thế bây giờ tao hỏi mày nhé. Mày và Đình Phong cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn một năm. Thế hai người có kỷ niệm nào đáng nhớ để khiến cho anh ta khôi phục trí nhớ không? Nhã Tịnh không chần chừ suy nghĩ đáp lại ngay. Không có. Như vậy thì bằng chứng duy nhất để chứng minh cho Đình Phong thấy mày và anh ta là vợ chồng chính là tờ giấy đăng ký kết hôn. Thế mày có thấy làm nó ở đâu không? Bố chồng tao chứ. Thế mày biết ông ấy ở đâu không? Là sao? Tại sao lại biết ông ấy ở đâu không? À, ý tao là mày có biết ông ấy để ở đâu không? Tao không. Nhã Tịnh vừa dứt lời thì Khả Hân vỗ tay một cái búp rồi sau đó tiếp tục. Đấy đấy đấy, chính là mấu chốt của vấn đề. Kỷ niệm thì không có, giấy đăng ký kết hôn thì không biết để ở đâu. Thế thì làm sao mà mày có thể giúp anh ta nhớ lại được? Nhã Tịnh chỉ nghe mà không đáp. Sau khi biết chuyện anh mất trí nhớ tạm thời, cô đã nghĩ đến rất nhiều giải pháp để giúp anh, nhưng mà đều vô vọng. Quả thực sau khi kết hôn, cô ít khi nói chuyện với anh, trừ những lúc tan làm. Hầu hết thời gian qua đều dành cho công việc. Nó chiếm phần lớn quỹ thời gian của cô, thế nên cả hai cũng không có kỷ niệm gì đặc biệt. Việc giúp anh nhớ lại là điều quá khó khăn. Có điều cô nhất quyết không từ bỏ,
dù vất vả ra sao. Còn về chuyện làm nhân tình thì cô lại chưa từng nghĩ đến. Nhìn thấy Nhã Tình vẫn còn phân vân, Khả Hân tiếp tục khuyên nhủ. Thế mày thử nghĩ mà xem, bây giờ để giúp anh ta nhớ lại chắc chắn rất khó. Đồng ý làm nhân tình một phần có thể dựa vào đó để ngăn cản những con hồ ly bên cạnh Đình Phong, một phần tìm giấy đăng ký kết hôn để làm bằng chứng. Một công đôi việc, nó không phải là quá tốt à? Thế có khi lại khiến anh ta yêu mày hơn cũng nên ấy. Từ vợ chuyển xuống làm nhân tình chẳng có gì lạ. Suy cho cùng cũng chỉ là thay đổi cách gọi, còn trên pháp luật thì mày vẫn là vợ của Đình Phong. Bây giờ thì mày cứ sống dưới danh nghĩa là người làm, thì đến bao giờ mới giúp được anh ta đây? Những lý lẽ mà Khả Hân đưa ra rất thuyết phục, Nhã Tình không đáp, trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại thì mọi thứ đang rất bất lợi đối với cô. Dù gì Đình Phong cũng không nhớ gì, bây giờ thay đổi danh phận một chút cũng không sao, còn hơn là ngày ngày để cho Yến Như ve vãn. Điều quan trọng hơn, nếu như để bà Lệ biết Đình Phong mất trí, không nhớ cô là ai, bà ta rồi sẽ còn làm những điều quá quắt với mẹ cô nữa. Cho đến khi ông Phú tỉnh lại, cô vẫn cần có một người đứng phía sau. Nhã Tình hạ quyết tâm, tự trấn an bản thân cho đến khi sẵn sàng, liền quay sang phía Khả Hân. Cảm ơn về lời khuyên nhé. Người ngoài cuộc thì lúc nào cũng có cái nhìn sáng suốt hơn là người trong cuộc. Và lại thì tao cũng đã từng chứng kiến. Giọng nói của Khả Hân trầm thấp, ánh mắt buồn bã chất chứa nhiều tâm sự. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trùng xuống. Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ Khả Hân đã từng đi đến ngõ cụt vì người thứ ba. Nhưng có lẽ vì nghĩ cho cô nên một trong hai người đã dừng lại. Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai. Ít ra Khả Hân vẫn là một người vui vẻ hoạt bát cho đến tận bây giờ. Hai người nói chuyện một lúc lâu cho đến khi nhìn đồng hồ, Nhã Tình mới nhận ra đã đến giờ cơm trưa. Nhớ đến lời anh dặn lúc sáng, cô vội vàng tạm biệt người bạn thân rời khỏi quán nước. Bởi vì ra ngoài từ sáng thế nên cô không mang theo đồ ăn, đành phải ghé tạm một tiệm cơm rồi mua mang đến. Mất hơn 20 phút đi xe cuối cùng cũng đến Đài Bắc. Nhã Tình đứng ở bên ngoài, từng đợt gió thổi đến khiến mái tóc mềm tung bay. Một số khác thì len lỏi vào áo khiến cô khách dùng mình một cái. Hít một hơi thật sâu cô mới bước vào. Cảm giác được nhân viên chào đón kính trọng không còn như trước. Tất cả đều ngó lơ cô. Mọi người ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, coi cô như không khí. Trong công ty ai ai cũng biết cô là vợ của Đình Phong. Nhưng mà có lẽ lúc này thì bà Hằng đã cấm không ai được tiết lộ chuyện này. Thời buổi bây giờ khó khăn, đâu ai muốn mình thất nghiệp nên phải giữ được chức vụ để còn kiếm miếng cơm manh áo. Nhã Tình nhanh chân đi lên lầu. Trước đây chưa từng nghe Đình Phong đến công ty làm việc nên cô không chắc anh làm việc ở phòng ban nào. Cô cứ theo thói quen mà đến văn phòng giám đốc. Bởi trước khi rời khỏi đây, phó giám đốc mới đã lên chức, còn vị trí giám đốc chắc hẳn là không phải dành cho chị Viễn. Đứng chần chừ một lúc lâu trước phòng, Nhã Tình hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Từ bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông, được sự cho phép thì cô mới đẩy cửa bước vào. Không ngờ rằng suy đoán của cô là đúng. Người trong phòng giám đốc là Đình Phong. Có điều rằng anh không làm việc mà lại ngồi thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay. Chất lỏng màu đỏ, sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoặc. Nhã Tình bước lại gần, thanh âm trong trẻo vang lên. Tôi mang cơm đến rồi. Đình Phong quay sang nhìn cô. Cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến anh không quen. Mấy ngày trước còn xưng em, bây giờ chuyển sang tôi, làm cho anh có một chút khó chịu. Anh hạ ly rượu xuống bàn rồi mỉm cười. Yết hầu của anh chuyển đầu lên xuống. Gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn. Đến đúng giờ đấy. Tôi đang đói, dọn đồ ra đi. Nhã Tình gật đầu rồi dọn đồ bày ra bàn. Xong xuôi đâu đó, cô lại lùi về sau cố tình giữ khoảng cách với anh. Đình Phong nhanh chóng nhìn xa. Vừa định lên tiếng thì cô chen ngang. Tôi xin lỗi. Anh tỏ ra ngạc nhiên. Xin lỗi về điều gì? Là chuyện xảy ra ở bệnh viện. Hôm đó thì tôi đã không suy nghĩ mà làm loạn. Tôi không phải là vợ anh. Chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả. Tôi chỉ làm cháu gái của bác Long.
là người làm trong nhà thôi. Cơ thể của anh dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ. Anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Những ngày trước cô còn cố chấp, lúc nào cũng nói bản thân là vợ anh. Bây giờ lại tự nguyện đến xin lỗi, chối bỏ những gì đã nói. Bởi vì quá bất ngờ, anh không nói được lời nào. Nhã Tịnh vẫn đứng im lặng, quan sát thái độ của anh. Sau cuộc nói chuyện với Khả Hân, thì cô đã quyết định làm theo những gì bạn mình nói. Dù sao cũng chuyển từ vợ trở thành nhân tình, giấy tờ thì vẫn hợp pháp, còn hơn là cứ mãi xa cách. Đình Phong trầm ngâm hồi lâu, tự trấn tĩnh bản thân rồi nói: cô hiểu ra mọi chuyện như vậy là tốt. Tôi cũng không muốn có thêm phiền phức vào người. Nhã Tịnh có một chút thất vọng sau khi nghe câu nói đó của Đình Phong. Cô nén tiếng thở dài vào bên trong, mỉm cười khẽ nghiêng đầu hỏi anh: vậy lời nói hôm trước của anh còn giá trị không? Anh nhíu mày. Lời nói nào? Tôi có hẹn gì với cô à? Nhã Tịnh lắc đầu. Không phải. Ý tôi muốn nói là việc đối xử với tôi giống như mấy cô giúp việc lúc trước ấy. Đình Phong không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hôm nay Nhã Tịnh khác với mọi ngày. Tự nguyện xin lỗi, giải thích chuyện trong bệnh viện chỉ là hiểu nhầm. Hơn nữa còn chủ động muốn làm nhân tình. Anh tự hỏi liệu rằng có phải cô đang có âm mưu gì khác, hay là do anh có sức hút mãnh liệt không thể nào cưỡng lại, khiến cô thay đổi suy nghĩ. Đình Phong đặt tay lên cằm xoa nhẹ vài cái rồi cũng dần rơi vào trầm tư. Khi nói ra những lời đó, Nhã Tịnh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu có một chút đắn đo, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng mà rồi cô vẫn làm, bởi vì cô hiểu, nếu như bản thân không hành động thì Yến Như sẽ được nước làm tới. Chuyện bà Hằng và Yến Như bắt tay hợp tác với nhau lừa gạt Đình Phong, cô phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Là vì tài sản của Trần Gia hay là vì điều gì khác nữa? Nhã Tịnh đứng im chờ đợi câu trả lời của anh. Cuối cùng vì không thể nào đợi thêm mà lên tiếng. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép. Dứt lời thì Nhã Tịnh quay người chuẩn bị rời đi, thì đã bị giọng nói của Đình Phong ngăn lại. Cô lại đây, giúp tôi một việc. Cô cau mày khó hiểu rồi cũng tiến lại gần anh. Anh muốn tôi làm gì? Lúc này miệng của anh hiện lên một nét cười kỳ dị. Đôi mắt màu cho hơi lấp lánh dưới ánh đèn mờ trong căn phòng, hí hửng rồi đáp. Đốt cho tôi ăn. Cái gì? Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhất thời bất động không nói được lời nào. Anh nhấn mày ra lệnh. Thế đây chẳng phải là việc cô nên làm hay sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Đình Phong, Nhã Tịnh đành bất lực làm theo. Cô đi từng bước chân nặng nề lại gần phía anh, cầm chiếc đũa trên tay, rồi sau đó gắp thức ăn, đốt vào miệng của anh. Đây. Xa quá. Nhã Tịnh hiểu ý, liền bước về phía trước vài bước, rồi anh nhanh chóng kéo tay cô, để cô ngồi vào lòng của mình, khóa chặt người cô lại bằng cái ôm ở eo. Anh mỉm cười thỏa mãn. Khoảng cách vừa đủ, em có thể đút cho tôi rồi đấy. Đình Phong thay đổi cách xưng hô khiến cô không quen. Mặc dù đã chấp nhận từ vợ chuyển thành nhân tình, nhưng mà cô vẫn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là khi nghĩ đến trước đây, anh từng làm những chuyện cũng giống như thế này với những người phụ nữ khác. Giờ phút này thì cô đã hiểu Khả Hân ngăn cản cô lấy anh, không hoàn toàn bởi vì anh bị ngốc, mà bởi vì tính cách chẳng hòa, trêu ong gào nguyệt của anh. Nhã Tịnh cẩn thận đút cho anh từng miếng cơm, vừa làm vừa hỏi. Làm thế nào mà anh ngồi được vào vị trí giám đốc hay vậy? Câu hỏi của cô khiến anh không hài lòng. Ý em là anh không có đủ khả năng để ngồi vào vị trí này sao? Nhã Tịnh gật đầu một cái tỉnh bơ. Đúng như vậy. Nụ cười trên môi Đình Phong chợt tắt, thay vào đó là ánh nhìn bất lực đối với người con gái trước mặt. Đúng, trước kia anh chưa từng đến công ty làm việc, nhưng mà không có nghĩa anh không thể kinh doanh. Chắc chắn mấy việc này đều do bác Long nói với Nhã Tịnh nên mới nghi ngờ anh. Anh thở hắt một hơi rồi nói. Lãnh đạo là bẩm sinh rồi, không cần thiết phải đến công ty thì mới giỏi đâu. Đáp lại anh là một nụ cười gượng gạo.
Bây giờ cô mới phát hiện ra anh không những trăng hoa mà lại còn tự phụ nữa. Trong lòng của cô có một chút hối hận. Trước kia anh ngốc nghếch nhưng mà rất dễ thương và đáng yêu. Và lại còn rất yêu vợ nữa. Không giống như bây giờ, một tên vô liêm sỉ. Để tránh việc anh tiếp tục khoe khoang, cô liền nói sang chuyện khác. Anh không sợ vợ phát hiện ra sao? Có một chút. Và lại đàn ông có nhân tình bên ngoài cũng là điều bình thường. Chỉ cần biết điểm dừng là được. Nha Tịnh không đáp, chỉ cười nhạt. Cũng may là hiện giờ anh đang mất trí nhớ. Nếu không thì anh đang ăn vài cái bạt tai vào mặt rồi đấy. Cô tưởng tượng nếu như lúc trước lấy nhau không bị ngốc thì có lẽ bây giờ trên đầu của cô đã có một cặp sừng dài 2 mét rồi. Cô quay sang, lén lườm anh một cái rồi đút thẳng miếng cơm vào miệng, khiến cho anh ho lên sặc sủa. Nhân lúc anh buông lỏng, cô gỡ tay anh ra rồi đứng dậy, ngữ điệu đầy giận dỗi. Cơm thanh cũng đan xong rồi, không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. Dứt lời thì cô quay lưng bỏ đi, để mặc đống bát đũa trên bàn không thèm dọn. Khi ấy anh vẫn còn ho lên từng cơn nên không thể nào giữ cô lại. Anh nhìn theo bóng của cô khuất dần cho đến khi cánh cửa gỗ vang lên một tiếng rầm thật lớn thì mới ngừng ho. Cô ác thật đấy, suýt tí nữa anh đã chết bởi vì sặc. Tâm tình của cô thay đổi bất thường, không biết khi nào vui khi nào giận, nhưng mà càng như vậy anh lại càng thích. Nha Tịnh đi được một lúc thì tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên. Đình Phong vội vàng thu dọn mọi thứ trên bàn, ho lên vài tiếng rồi đáp. Vào đi. Cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào, canh ăn mặc rất trang trọng lịch sự. Trên tay còn cầm một tập hồ sơ dày cộp. Anh ta ung dung tiến lại gần bàn, rồi thẳng tay ném tập hồ sơ xuống, ngữ điệu chán chường. Đã có đầy đủ thông tin rồi đấy. Đình Phong nhìn hành động láo xược đó thì không khỏi bật cười. Vào thời điểm hiện tại, anh là chủ nợ, còn người đàn ông trước mặt chỉ là con nợ. Vậy mà thái độ đúng là không thể nào ngấm nổi. Anh cầm tập hồ sơ trên tay cẩn thận mở ra, vừa làm vừa nói. Mày vẫn còn nợ tao 50 triệu đấy, Vũ Gia Kiệt. Nghe đến chữ nợ, thái độ của Gia Kiệt đột ngột thay đổi. Anh ta mỉm cười khép nép ngay lập tức. Sáng nay có chút chuyện bực bội. Tao điều tra xong rồi, mày xem đi. Đình Phong gật gù tỏ ra hài lòng. Từng tờ giấy trong tập hồ sơ được để ra bàn. Anh chậm rãi xem từng chút một. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng rất nhanh chóng đã bị phá vỡ bởi tiếng của Đình Phong. Như vậy là vụ tai nạn một năm trước của tao là do Chí Viễn gây ra sao? Đúng như vậy. Còn nguyên nhân có thể là do hắn muốn chiếm tài sản của Trần Gia nên mới không cho mày cơ hội được phần hơn. Đình Phong nghe xong im lặng không đáp. Ánh mắt đăm chiêu vẫn hướng về tấm ảnh phía trước. Thấy anh hôm nay im lặng lạ thường, Gia Kiệt lên tiếng. Thế mày định thế nào đây? Đình Phong giật mình ngẩng đầu lên nhìn Gia Kiệt. Định gì? Thì chuyện một năm trước, thế mày không định dạy cho thằng em trai của mày một bài học à? Đình Phong cười nhạt lắc đầu rồi đáp. Tuổi trẻ mà, ai chả có sai lầm. Dù sao bố tao cũng đã tha cho nó, vậy nên tao cũng không động đến. Bây giờ tao tỉnh rồi, nó có muốn hại cũng không hại được. Chỉ là tao đang băn khoăn. Băn khoăn điều gì? Đình Phong cầm tấm ảnh trên tay nhíu mày hỏi lại. Vụ tai nạn gần đây của tao có chắc chắn là do người này gây ra không? Gia Kiệt cầm lấy tấm ảnh từ tay của Đình Phong xem một lượt rồi gật đầu khẳng định. Chắc chắn. Từ xưa đến nay mọi thông tin tao điều tra đều đúng đấy. Nếu như vậy thì buồn nhỉ. Tao còn không ngờ đến đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Hẳn là đến với những tình huống cuối cùng khép lại tập truyện này, thì tất cả chúng ta đều cảm thấy bộ truyện đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Giờ đây chúng ta cũng hiểu được lý do vì sao bộ truyện của chúng ta lại có tên gọi là Nhân Tình Khở Dại rồi. Thật không ngờ rằng giờ đây thì Đình Phong đã quay trở lại với con người trước đây của anh ấy là một tay công tử ăn chơi. Trớ trêu thay là quay trở lại với con người đó
thì đồng thời lại quên đi khoảng thời gian bên cạnh cô vợ của mình là Nhã Tịnh. Để rồi giờ đây hai người lại đến với nhau trong một mối quan hệ nó mập mờ như vậy. Thế nhưng mà khi mà Đình Phong quay trở lại với con người này thì bộ truyện mới trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì cuộc trò chuyện giữa Đình Phong cùng với Gia Kiệt, người bạn thân của mình, thì khiến chúng ta thực sự cảm thấy rất tò mò. Không hiểu rằng là vụ tai nạn thứ hai mà Đình Phong gặp phải là do ai gây nên. Có lẽ là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu để cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và kênh Trở Tình thì vừa phát sóng xong một bộ truyện ngắn có tên gọi là Mẹ Kế, rất hài hước, thú vị. Còn hiện tại thì đang là một bộ truyện có tên là Si Tình, một bộ truyện cũng hấp dẫn không kém. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.